mọi người quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Nào, hôm nay đông đủ cả tem rồi, mấy đứa muốn quay gì nào? Anh có vài ý tưởng về cắm trại, thử thách sinh tồn trò chơi này. Chơi đi nhá. Đúng rồi, chơi trò chơi vừa vui vừa có thưởng nữa. Vậy hôm nay đông đủ cả tem này, thống nhất là chơi game, chơi trò chơi nhá. Giải thưởng là gì vậy anh? Giải thưởng là xúc xích sốt lác heo cao bồi 3+1. Yeah! Giải thưởng là đồ ăn thì chuẩn luôn rồi các bạn ạ. Ôm anh ngay rồi. Không nghe tao đi ngủ mày. Thì anh phải đi chuẩn bị mấy game để cho mấy đứa chơi đây. Ra kia xếp hàng đi rồi chuẩn bị chơi trò chơi nào. Trò đầu tiên. Rồi bây giờ bọn mình sẽ chơi trò đầu tiên nha. Trò này có tên là tâng cầu trên xà bông. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái sân và có xà phòng ở trên này rồi. Mình đổ lên đây rồi. Bây giờ là sẽ từng đứa dùng cái cầu này để tâng cầu. Đứa nào trong vòng 20 giây tâng đủ 10 cái thì sẽ vượt qua vòng này và nhận giải thưởng, đó chính là 5 hộp xúc xích sốt lác heo cao bồi 3+1 nha các bạn. Heo cao bồi đã trở lại, giới thiệu xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới. Này nhiều hơn với 4 cây xúc xích cùng nĩa đa năng. Công thức mới, ngon hơn. Xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới, 3 cây thêm 1, ngon hơn, giá không đổi. Bây giờ đứa nào chơi trước nào? Đây, cho nó thẳng chơi trước đi. Đây, cho mày lên trước. Lên. Thì tất nhiên là trên xà bông nó phải trơn, em chọn cầu đi. Em chọn cầu màu xanh thôi. Rồi, tâm linh không? Bây giờ em sẽ có 20 giây để đá làm sao rỡ được đá sao đủ 10 trái nhá. Được chưa? Sao? Nào, 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Trời ơi, cứu tôi, tài ơi, cha tôi tài ơi. Đấy là một xúc xích nha ơi. Thì danh là xúc xích nha các bạn. Dạ lấy xúc xích đi. Rồi. Em được 5 hộp xúc xích, sốt lắc heo cao bồi. Yeah! Mình lấy một vị tôm sứa, một vị phô mai. Một vị... Thôi ông nhặt hết đi, đây. Nào, 5-1 rồi, đi ra, đến được ai nào. Đây thì tôm sữa nha. Đấy, 2 tôm sữa này, 2 lắc phô mai bắc bơ này. Lắc phô mai là đủ chưa? Rồi, tiếp đi, được ai nào? Em. Cho thằng co cho nó khỏi đi. Không vượt qua được người ta nó cười mặt cho này. 20 giây bắt đầu. Cố lên mọi người. 2 3 3 Cố lên đây ơi. 4 Cố lên kìa đây. Hết giờ. Mới có 16 giây rồi. Mình chết chết đi. Rồi làm gì? Làm vào đi. 20 giây bắt đầu. Thương nhé các bạn. Sẵn sàng đi em. 20 giây bắt đầu. Cố lên. Cố lên.
Hào đi, Hào đi. Đến lượt Hào đi. Rồi, đến lượt quay nha, Hào. 2, 3, bắt đầu. Cố lên. Bây giờ sẽ là trò chơi thứ hai nha. Thì vừa rồi là anh vượt qua được cái trò chơi thứ nhất. Rồi bây giờ sẽ là trò thứ hai. Thì trò này mình sẽ có lá bài đây. Và mình có 8 lá bài. Thì mấy đứa bốc vào hai cùng số sẽ là một đội nha. Hai người một đội. Bốc tham chia đội nào. Em được 500 anh đấy. Mày điên à. Bốc lá đi. Rồi cùng số sẽ là một đội với nhau. Trò thứ hai này là có tên là dùng tay bắt bóng, à dùng tay bắt dây buộc bóng. Thì mặc định cái quả bóng này đến tóc của Thương sẽ là 70 phân, đội nào cũng thế. Thì Việt đằng sau sẽ phải thả tay ra và nắm lấy cái dây này lần thứ hai và mình sẽ đo. Thì đội nào có cái khoảng cách từ quả bóng này đến tóc của người ngồi dưới này gần nhất, người đó giành chiến thắng. Mình sẽ lấy đội thắng, đội nhất và đội nhì nhá. Rồi mình sẽ đo, mặc định sẽ là 70 phân nha. Rồi xuống tí. Ok. Rồi 70 phân. Mấy đứa à, cái đội này sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đội 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 đội. Nói chung là cái đội lon gom này bước. Rồi, một tôi tiếp theo nào. Đến đội em đi. Rồi. Nào, ai cho. Nào, hai, ba, bắt đầu. Để máy nó như nào. Nó chưa biết là dây chỗ nào. Rồi, đội cuối cùng. Sẵn sàng chưa? Nhớ là thả tay hết cỡ rồi mới bắt nha. Trời đất ơi, 22 luôn. Rồi, tổng kết nào. Đội 22cm này, đội 25. Đội này 70. Đội này là 70. Đội này là 70 nha. Rồi, vậy là đã có kết quả vòng này rồi. Vòng này là đội Thương Việt và Thảo mới Hào giành chiến thắng nha. Mỗi người sẽ được 5-1 xúc xích số lát nha. Bây giờ mình sẽ bước vào vòng thứ 3. Vòng thứ 3 này thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái hồ nước trước nha. Vòng này có tên là người đi xuyên tường. Mình sẽ đi chuẩn bị một tí. Bây giờ Hà Việt đi chuẩn bị với tao. Mấy đứa đợi tí nha. Vâng. Trong lúc anh Thái đang đi chuẩn bị đồ thì bọn mình ra xúc xích nha con bồi đi. Đây. Đây. Wow, bị tôm sữa. Mình lắp cua mai bắp bơ nha các bạn. Của mình ăn bị xúc xích spaghetti. Xúc xích heo có bồi, gồm có 4 cây kèm theo nĩa đa năng nha các bạn. Cái nĩa đa năng này tiện lợi lắm đây. Bóc xúc xích ra rồi lấy xúc xích ăn luôn. Nĩa đa năng để bóc xúc xích. Đổ sốt ra. Còn của mình ngà lắc, mình sẽ đổ gia vị vào lắc nha các bạn. Lắc đây anh em. Đổ sốt. Ngon chứ mày nhỉ. Ngon.
Xúc xích heo cao bồi 100% thịt heo nhập khẩu, nguồn dinh dưỡng từ thịt là chủ yếu, ăn rất ngon nha các bạn. Ngon. Ui, hồn lông lạ thế, chắc là hàng nhái rồi, để tao ăn thử chua. Cái gì? Vừa tao bóc cái vỏ ra đây, lạ cái gì mà lạ. Đúng rồi, cái này chuẩn xúc xích heo cao bồi rồi, vì có in hình chú heo cao bồi trên nắp hộp đây này. Thôi, bọn anh chuẩn bị xong đồ rồi, đi ra chơi tiếp đi. Hai đội lom xoăm bước sang bên này đi. Đấy, đứng đây và cổ vũ nha. Còn hai đội này sẽ từng người chơi một. Bây giờ là không chơi đội nữa và từng người chơi một. Đứng ở đây. Ví dụ, đứng đây và nhìn quay về kia nhìn cái hình chưa? Ok. Xong rồi quay đây và tạo dáng để cái kia đi tới. Nếu mà không bị rơi xuống cái hố nước này là giành là qua cái vòng này và giành được 5 hộp xúc xích sốt lát theo cơ bồi đấy nhá. Wow. Ôi, bây giờ ai chơi trước nào? Em ạ. Thảo chơi trước à? Vâng. Thảo chơi trước nha. Rồi, em đã sang chưa Thảo? Em sang rồi. Cho nhìn cái hình một tí. Rồi, quay bên này, đứng lên đây. Đứng lên đây. Tiến tới đi. Cố lên. Cuối cùng nha, vòng thứ tư, vòng này đi ra đây. Nào, đến ra trò chơi cuối cùng nha mọi người. Cái trò này có tên là giữ nước trên bạt nhún nha mọi người. Thì mấy đứa sẽ, mỗi người sẽ cầm lấy một cái cốc nước. Đây, mình đã chuẩn bị một cái bạt nhún ở đây. Đâu rồi, nước. Mỗi người cầm một cái cốc nước. Ôi, nước phải đầy. Rồi, đừng đổi chưa. Đây, này là ngang bằng nhau nha mọi người. Đấy. Hai đứa sẽ phải vừa nhún trên cái bạt nhún này và giữ hai cốc nước này trong vòng 30 giây. Thì hai đứa nào giữ được nhiều nước nhất trong cốc thì người đó giành chiến thắng nha mọi người. Và phần thưởng cho vòng chung kết này là một thùng xúc xích sốt lát heo cao bồi 3 cộng 1 luôn. Yeah. Một thùng thì 48 hộp mình chuẩn bị sẵn ở kia rồi, được chưa? Được chưa? Không, anh chơi đấy. Chơi thế thì đến mai không hết thì cốc nước này. Cầm ở đây thôi. Cầm ở dưới ấy. Cầm một tay thôi. Đấy, ok. Được, sẵn sàng chưa? Mà nhớ là phải nhún nha, không đứng yên đâu nha. Rồi, 30 giây bắt đầu. Nhún nha. Bây giờ nhá bạn. Rồi, xoa nào. Cốc của Thương nhiều hơn nha mọi người ơi. Thương là người giành chiến thắng. Thương được 48 hộp xúc xích sốt lát cho cậu 13 con luôn nha bạn ơi. Lấy đi. Rồi, và là cái trò chơi này cũng kết thúc tại đây nha mọi người ơi. Thì nếu các bạn thấy cái video về game của mình hay thì nhớ cho mình một like, chia sẻ video, đăng ký kênh để ủng hộ team mình. Và đừng quên mua xúc xích sốt lát cho cậu 13 về ăn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.